Hi, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại mình đang ở buổi họp báo ra mắt bộ phim Siêu Trộm. Bộ phim này sẽ được khởi chiếu vào ngày 4 tháng 2 năm 2016. Thật sự thì ngay lúc này đây mình rất là hồi hộp vì nhìn poster thôi mình đã thấy một dàn diễn viên rất là toàn trai xinh gái đẹp. Rồi đây là một thể loại phim mà thực sự ở Việt Nam rất là hiếm hoi có một loại thể loại phim như thế này. Mình nghĩ đây sẽ là một điều bất ngờ đến với tất cả các bạn khán giả khi theo dõi bộ phim. Xin chào các bạn, mình là Ngọc Thảo, còn đây là Phương Ly. Không biết là cảm giác của Ly như nào, Ly nói trước đi. Cảm giác sau khi xem phim Siêu Trộm ngày hôm nay thì rất là mang rất nhiều cảm xúc đi, tại vì đây nóng nhiều. Còn nữa là em Thành, người em trai của Thành Phạm và Ly đó là chính là Thành Phạm. Ở ngoài thì Thành rất là kiểu con nít rồi là hay, rất là ngây ngô, không ngờ vô phim thì là diễn đạt quá xuất sắc. Một bộ phim hành động mà mang tính hacker mà lại có thể Interpol nước ngoài nữa. Lần đầu tiên Thảo và Ly coi được một bộ phim hành động Việt Nam xuất sắc như vậy, mà nhất đặc biệt là đạo diễn Hàm Trần cũng như là em trai của Thảo. Nhưng mà mọi người hãy nên ra rạp Tết này để xem phim Siêu Trộm. Sau khi xem phim thì mình thấy đây là một phim khá là hay, cái thể loại cũng rất là mới. Và nhất là đây là cái phim đầu tiên mà bạn mình với bạn rất thân, đó là Huy My, là Thành Phạm. Nên là mình rất muốn xem và bộ phim mình thấy khá là ok. Đây là một phim đáng để xem mùa Tết này, tại vì nó rất là lạ, concept rất là hay, không có bị gặp khô giống như những concept phim Tết khác. Và mình nghĩ đây là một phim rất là hay của anh Hoàng Trần và thể loại rất là mới ở Việt Nam này. Và các bạn hãy xem phim Siêu Trộm vào ngày 4 tháng 2 Tết này nhé. Vào ngày 4 tháng 2, phim sẽ công chiếu trên toàn quốc. Các bạn đừng đón xem nhé. Phim Siêu Trộm sẽ được ra mắt toàn quốc vào ngày 4 tháng 2. Và chúc mong là các bạn sẽ ghé ủng hộ phim Siêu Trộm nha.